Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Gia Trí nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe mới về cho anh chị và các bạn ha. Mình thấy mấy anh em hỏi khá nhiều về dòng F150 cũng như là dòng VinX Sonic nữa. Thì bên cửa hàng Anh Dương thì số lượng xe rất là nhiều về liên tục. Đợt này cũng có về xe chia tiếp tục là xe chia mới nè mọi người. Đó. Sonic mới này, VinX này, Merking này, Vario này, khá nhiều. F155 cũng có về nữa nè mọi người. Mới nha mọi người. Đây là anh Dương nha mọi người. Chào con chú. Đó thì ở đây mua xe rất là đơn giản luôn mọi người. Mọi người chỉ cần chuẩn bị tầm 3-4 triệu 4-5 triệu là tới mua được rồi. Thủ tục là mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu nha mọi người. Anh em nào mua thì mình chú ý á. Rồi thì bây giờ mình sẽ báo giá chi tiết cho anh chị và các bạn ha. Quay nhanh cho mọi người nha. Tức là quay ẹt bên này đi ha. Đây. Mình quay nhanh cho anh chị và các bạn thôi. Đây là F150 màu trắng đỏ đen. Hồ sơ có sẵn nha anh em. Mua này về hồi là trong vòng 10 ngày là có hồ sơ biển số nha anh em. 10 ngày là có biển số luôn. Dạ đúng rồi. Trong vòng 10 ngày có biển số sẵn nha anh em. Để cọp cho mọi người. Dạ. Con này thì giá nhiêu anh? Con này 7x. 7x. Dạ. Đã trước 4 triệu là nhận xe cho mọi người. Dạ. Tùy theo con có con mình sẽ báo giá trực tiếp cho mọi người á. Dạ. Anh em cứ kết bạn mạnh vào Zalo của anh Dương á để anh Dương hỗ trợ nha. Rồi. Tiếp tục là một con Merking Merking 7647 C1 nha anh em. 35346 nha anh em. 35346 à. Đi số đẹp à, 7x luôn à. Dạ đúng rồi, 8x. 7x trả trước 4 triệu là nhận xe thôi mọi người. Rồi tiếp tục Merking luôn. Con này là cam đen, biển số đâu anh? Biển số 61D1 anh. 61D. Dạ. 36 triệu bao hồ sơ nha anh em. 36 triệu bao hồ sơ, trả trước 4 triệu luôn. Rồi xe kia này, con này là? Dạ con này 42 triệu anh. 42 triệu. Dạ, bao hồ sơ nha anh em. À 42 triệu bao hồ sơ, mình trả trước tầm 4-5 triệu anh. Dạ đúng anh. Rồi radio bên này anh? 42 triệu anh. 42 triệu luôn. Dạ. Đó, tiền nào của nó nha mọi người, dạ. Radio thì giá từ 39 tới 44 à. Dạ đúng anh. 39 tới 44, còn xe kia là từ 40 tới 48 nha mọi người. Dạ. Xe kia này, con xe kia này 40 triệu nha. À 40 triệu nè. Dạ. Trả trước 4-5 triệu thôi. Dạ. Rồi con này cũng là xe chia nữa nè. Này Rider à, không con bên này Rider. Dạ, rồi xe chia 42 luôn à. Dạ đúng rồi. Con bên này 42 luôn à. Dạ đúng rồi. Anh còn vẻ. Rồi à, qua cặp xe chia này là xe chia mới. Dạ. 50 triệu bao tên luôn anh. Dạ đúng rồi. Đó. 50 triệu anh. Xe chia mới nha, mới 100% luôn nha mọi người. Dạ. Đó. 50 triệu bao bao tên luôn nha. Từ thành phố nha mọi người. Anh em nào mua xe chia thì mình chú ý á. Rồi qua VinX màu vàng này là tem sơn 3D, con này giá nhiêu anh? 35 triệu. Con này là bản ABS luôn nha mọi người. Dạ. Biển số đâu anh? Hồ sơ có sẵn luôn. Rồi Vario con này là 125 à? 125. Dạ. 7X là nào? 7X. Dạ. Cặp Vario đâu kia nhiêu nữa? Cũng 7X luôn à? Dạ. Con màu xanh là 7X à? À màu xanh là 7X. Con màu đỏ là 7 triệu 150 nha. Rồi cặp mở kinh màu rồi biển số 95 đó, xám nhám này mọi người. Xe quá đẹp nha nè. Con hàng này 7x luôn anh. Dạ đúng rồi. Đó. Các bạn mua này thì trả 4-5 triệu thôi. Dạ. Vẫn rẻ hơn xe mới tầm hơn 10 triệu nha mọi người. Dạ. Rồi con này là F150 màu xám cam. Con này giá sao anh? 7x luôn anh. 7x luôn. Dạ, này liên hệ nha. 83i nha anh em. Đang nghe 21 nha anh em. Con là xe đẹp không? Dạ đúng rồi. Rồi mình vào bên trong một tí cho anh chị và các bạn xem á. Đi chai hả? Có quay. Quay tôi mới nói là xe gì vậy? Cái này nha các bạn. Rồi, tiếp tục là em Sonic nè mọi người. Sonic màu đỏ trắng ha. Dạ. Đó.
Màu này là màu, nếu mà xin mới là màu này cũng là màu mắc nhất nè mọi người. Dạ. Đánh đổ rất kinh nè. Con này là giá là 54 triệu bao tay. 54 triệu bao tay nha mọi người. Bao tay luôn nha. Còn màu vạch thế nè mọi người. Dạ. Đó, dòng này thì mình trả trước tầm 7 8 10 triệu là nhận xe nha mọi người. Rồi. Ad 155 này cho anh chị và các bạn ha. 48 triệu bao tay nha anh em. À, 48 triệu bao tay. Dạ. Xin mới anh. Không, xe chạy là rồi. Mấy trăm coi? 800 cây à. 800 coi. Như xe mới thôi. Bao tiền luôn, 48 triệu. Anh nó lắp gạt chắn bùn luôn nè. Ba ga cũng có đủ rồi nè. Dạ. Anh em nào mua thì mình liên hệ. Xe như xe mới thôi, nó không khác gì cả. Tích hợp hình như tích hợp hai quả xi nhanh nữa. Nhưng mà xe anh kia nó còn đầy đủ á. Còn cái tủ đầy đủ á. Đó, 48 triệu bao tiền. Bao tiền luôn nha mọi người. Rồi tiếp tục là con Vinnix, hàng Vinnix này cho anh chị và các bạn ha. Bên này thì Vinnix còn khá nhiều. Dạ. Vinnix thì giá của nó là từ 32 anh. Dạ, nguyên hàng này 36 triệu bao tên hết. Nguyên hàng này 36 triệu bao tên nè. Dạ. Các bạn nào muốn mua Vinnix á, thì mình cứ liên hệ ha. Dạ. Mình trả trước cứ tầm 3-4 triệu là nhận xe hết. Đó, Vinnix màu đen nè, đen bóng nè, đen nhám nè, xanh đen nè, đỏ đen, combo xanh nè, có đủ nha mọi người. Đó, 36 triệu một con. Bao tiền cho quyền hết nha, các bạn chú ý tất cả bao tiền. Để mình quay biển số cho mọi người, trả tầm 3-4 triệu là nhận xe nha, các bạn chú ý nha. Biển số 66 này xe đi mấy chục coi, mấy ngàn coi không nha mọi người. Còn xe lướt nha. Biển số anh em nào thích con nào thì mình cứ liên hệ. Rồi, qua con ad này là 32 triệu nè mọi người. Con này 2018, con này đi 6.000 coi, 32 triệu, trả trước 3-4 triệu nè, nhận xe. Tiếp tục là một con cam đen. Con này 3X anh. Con này hàng 3X hả? Rồi, qua màu đen tem xanh nè mọi người, hai con. Đó, 3X luôn. Đã trước 3-4 triệu là các bạn nhận xe nha. Hai con trọng 36 triệu ạ. Đó, hai con màu cam đen và dạ, màu tem xanh này là 36 triệu. Dạ, con này lấy số sàn 35 triệu. Con này là 35 triệu. Dạ. Con tem vàng đồng 36 triệu. 36 triệu. Tất cả giá là bao rút hồ sơ nha mọi người. Khi mà đọc đó là bao rút hồ sơ, con nào còn mà bao tên là bao tên. Dạ. Rồi, tiếp tục là ẹt đỏ nhám ha, bản RC các bạn nhìn đi. Con này mới trăm coi nè. Như xe mới không? Hà này là 3X ha, đã trước 3-4 triệu nhận xe nha mọi người. 800 coi. Xe như xe mới. Rồi, có bên này thì ẹt một quên, AB150. Con này thì anh chị và các bạn mình cứ ra hết, mình tham khảo rồi quay lại đây mua nha. Con này rẻ hơn hết tầm chục triệu nha mọi người. Xe này cũng mới trăm coi thôi. AB150. Bao đẹp luôn, gần như là chưa một vết trời. Gần như trang bị đầy đủ hết những món đồ chơi ốp inox. Yeah. Rồi, con bên này thì AB biển số 67 nha. Con này 2019 đi mâm đôi. Yeah. Con này là 32 triệu nha mọi người. Xe này là xe bao không tiếng ngã ha, các bạn chú ý nha. Bao không tiếng ngã, bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 cho anh chị và các bạn nha. Yeah. Rồi, về Vinner V1 nè mọi người. Đó. Đen vàng đồng thì bữa nay còn 4 con. Tất cả mấy này là 32 triệu. Trừ một con GTR đây. Đây. Con GTR này là 36 triệu luôn. Con này có smart key luôn. GTR nha mọi người, không phải là Vinner V1 á, các bạn chú ý nha. Đó, còn lại là Vinner V1 32 triệu giúp, trả trước 3 triệu là nhận xe. Rồi các bạn vui lòng đi đúng cửa hàng á. Liên hệ kết bạn qua Zalo là 0929383839 nha. Rồi qua bên này thì vàng đen đẹp quá anh. Tư quý 5. Dạ, số 82 là 44 triệu. Chưa anh em được chưa có đi được á. Dạ. Anh em không đỏ. Đó, anh em nào mà thấy được thích chơi biển số đẹp thì liên hệ liền á. Xe đi 3 ngàn coi thôi. 4 ngàn 82. Con này biển số 77 này. Dạ.
vô khóa số 3 cây nè, hàng 3X nha. Rồi, tiếp tục là xanh GB, con này là 36 hả? Dạ, 36 triệu anh. 36 triệu bao hồ sơ? Dạ đúng rồi, cặp này 36 triệu anh. À, cặp này 36 triệu bao hồ sơ. Dạ. Còn viên nữ X nè mọi người, viên nữ X mới á, bữa mình thấy anh em cũng có comment. Lô này là lô mới, gần như mới hoàn toàn luôn nha. Xe chưa lăn bánh, chưa gắn bình luôn. 38 triệu bao ti. Dạ. Giao quyền nha mọi người. Thì chắc chắn là rẻ hơn hết rồi. Non là xe mới mà, các bạn nào mua thì mình chú ý á. Rồi, qua bên này là Sonic nè. Sonic thì nãy mình nói rồi là từ 47 hả? Dạ đúng rồi, 47 tới 54, 47 dạ. Con này là 47 thì bao tên nha anh em. Bao tên nè. Con này 47 mà điểm số 78 luôn. Dạ đúng rồi. Mà 2020 luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Còn mấy con bên này là Sonic bên này cũng tương tự không? Dạ, mấy con này là gần như là 50, 51, 52 rồi. Con này 53 triệu bao tên. 53 triệu bao tên luôn, dạ, xe như xe mới này. Một cặp 52 anh em ha. Cặp con này là 52. Dạ. Bao tên luôn à? Dạ bao tên ha. Tất cả là bao tên luôn nha mọi người. Dạ. Đó, xe như xe mới, các bạn cứ tới mình tham khảo đi, két nước nó còn mới cứng là mọi người biết rồi. Còn hiện tại thì Raider như con này ngàn coi 2021 cũng 4 triệu. Dạ. Còn Raider có những con thấp hơn thì nó cứ từ 39 triệu. 39 triệu. Bao tên nha. Bao tên. Giá là mình đọc về giá bao tên bao trọn gói hết cho anh em nha. Anh em chỉ biết là mình thôi. Nó là xong bán 39 triệu là bao tên, anh em không tốn 1.000 phí nào nữa. Đó. Còn đây là bán hàng bao bảo hành cho anh em đúng 1 năm hết. Uy tín chăm chăm nha anh em. Đó. Xe đây là chi mà chơi dọc xe lướt, xe can, xe lướt sống thôi nè. Anh em tin tưởng cho mình. Dạ. Rồi, đó thì các bạn có gì các bạn thấy được thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại của anh Dương. Dạ. Mình để trực tiếp trên màn hình đó là 0929383839 á. Để mình liên hệ mình mua, anh Dương sẽ hỗ trợ mọi người ha. Ngoài ra thì các bạn cứ yên tâm đi. Có đơn coi trả góp mà trả góp đặc biệt ưu đãi nhất luôn. Chỉ có 3-4 triệu là nhận xe hết. Thu tất cả các dòng xe, nếu anh chị và các bạn nào mình muốn mang đổi á, có hết nha mọi người. Mình tính là bao nhiêu nhận xe nha anh em. Rồi ok, đó thì mình vừa lướt qua cho anh chị các bạn ha. Các bạn nào mua thì mình cứ đến cửa hàng nè, Đồng Dương 2 nha mọi người. Đi đúng cửa hàng nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Chào anh em, chào các bạn.